số 7, 8, 6 là hai vợ chồng. Mọi ngày vào giờ này là em thấy anh ngồi chơi điện tử mà ta. Bữa nay anh ghi chép chép cái gì mà xiên quá vậy? Danh sách khách mời. Đầu tuần sau là giỗ đầu của ba mình rồi. Rồi bây giờ phải tính toán đang tổ chức một cái đám giỗ cho nó long trọng một chút xíu. Rồi mời hết tất cả bà con cô bác, những người mà bạn bè thân hữu của ba. Ủa cái này là anh ghi là sao, là 10 bàn lận hả? 10 bàn mà mỗi bàn vậy là phải 7 món. Em nói nghe nè, 10 bàn mà mỗi bàn 7 món là em lo không có xuể đâu. Thiệt. Anh biết. Cái này là anh đâu có để em nấu đâu. Ủa? Anh đặt, người ta nấu, người ta chỉ việc đem tới rồi người ta bày trí ra. Anh sẽ thuê luôn cả cái người đứng phục vụ nữa. Em không phải đụng móng tay móng chân gì hết, tại vì anh rút kinh nghiệm rồi. Để em tính xíu nha. Nếu như mà bây giờ anh thuê như vậy là cũng không có rẻ đâu nha. Mắc rẻ không quan trọng. Anh là con trai trưởng, hơn nữa đây là dỗ đầu của ba, làm sao coi cho được. Chứ phải rút kinh nghiệm chứ em. Em biết rồi. Cuộc đời anh có nhiều kinh nghiệm xương máu, anh phải rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Em chỉ thấy là những cái đám giỗ khác nè mà mình đã từng làm đó, thì em thấy đơn giản giản dị thôi là cũng được rồi, cũng ấm cúng rồi. Trong khi là mình còn phải gói ghém về kinh tế nữa. Anh nói rồi, đời anh nó có cái kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm gì mà xương máu dữ cho vậy? Cho nên lần này giỗ của ba là anh không có để em đứng ra làm nữa, mà anh sẽ tự tay anh làm. Tại vì cái hồi mà mới lấy nhau về đó, em cũng xung phong, nói thôi được rồi, đám giỗ bà nội kỳ này là để em đi, em mới làm dâu. Em về là để một tay em sắp xếp, em bài trí, rồi khách khứa em làm hết cho. Đó, anh tin tưởng em. Bà con cô bác họ hàng chòm sớm người ta tới, người ta giữ xong cái đám giỗ người ta về. Bữa sau ai cũng lắc đầu ngao ngán hết. Lần đó là em mới về làm dâu nhà anh thôi. Cái em chưa có biết là đám giỗ ở dưới quê là tổ chức như thế nào. Tại vì xưa giờ là em ở trên thành phố, em quen làm cái kiểu là gọn gàng, lẹ làng, nhẹ nhàng rồi. Thành ra là cái đó là cái kinh nghiệm xương máu của em. Không, kinh nghiệm của anh. Tại vì sau cái đám giỗ đó là anh đi anh cắm mặt xuống đất, không dám dòm bà con họ hàng gì trơn á. Nhưng mà sau đám giỗ đó em đã rút kinh nghiệm, và những cái lần đám giỗ sau là em đã làm rất là tốt rồi mà. Em làm anh bể mặt một lần rồi, bây giờ anh không dám tin tưởng nữa. Phải vì lần đó em làm đừng có bể dĩa, làm đừng có mọi người đừng có chê, thì bây giờ anh đã để cho em làm rồi. Sao mà em cứ làm trật chuột lắm, không có tin tưởng em được em ơi. Em cứ lần đó hoài, trong khi đã nói cái lần đó đó là xảy ra có một lần duy nhất thôi mà anh cứ nhắc lại hoài. Không à. Có. Một lần là anh đã không tin tưởng là anh không bao giờ giao nữa. Ủa vậy những lần sau em làm tốt sao anh không nhớ? Thôi được rồi, bây giờ anh không nói nhiều với em nữa, anh đã quyết định lần này để anh tổ chức. Ôi mệt quá, đi uống nước dừa cho hạ hỏa đây, mệt quá. Ờ thôi vậy đi, dỗ cha tôi để tôi lo. Đụng vô rận hồi nó đổ bể nữa. Đó là tình huống đầu tiên của chúng ta, và hãy cùng lắng nghe ý kiến của khán giả về tình huống này. Mời chị ạ. Xin chào mọi người. Qua tình huống vừa rồi thì người chồng không nên nhắc lại chuyện cũ nữa, mà hãy giúp người vợ tổ chức một cái đám giỗ cho thật là chu đáo. Không phải người phụ nữ đã sai một lần là sẽ sai mãi mãi, mà anh chồng hãy tạo điều kiện cho người vợ sửa sai cái lỗi của mình. Còn ai có ý kiến nữa hay không ạ? Chào mọi người, theo tôi thì trong cái tình huống này á, thì người chồng nhắc lại cái chuyện cũ là để cho người vợ rút kinh nghiệm, chứ không hẳn là người chồng nhắc lại chuyện cũ là để đay nghiến người vợ. Đó là ý kiến của các khán giả. Tại vì lúc đầu khi mà xem tiểu phẩm này thì chúng tôi cũng phải tập trung xem coi là cuối cùng là cái câu chuyện mà hai vợ chồng có vẻ căng thẳng với nhau là cái gì, và mình cứ chờ đợi là một cái lỗi gì đó hay là một cái câu chuyện nào mà nó gọi là nó khủng khiếp hơn. Nhưng mà thực sự cái chuyện này thì nó là một cái chuyện cũng khá là nhỏ, một cái kinh nghiệm trong đời sống gia đình thôi, mà cô vợ thì cũng đã có vẻ rất là nhận lỗi rồi và đã nhiều lần cố gắng khắc phục rồi, nhưng mà người chồng có vẻ không có buông tha. Cũng khá là khó chịu ha, không biết là các khách mời nghĩ thế nào ạ? Em đồng cảm với lại chị này lắm luôn đó. Tại vì là thật ra cái chuyện nó rất là nhỏ đúng không? Mình nghĩ là nó không phải là một cái vấn đề gì là quá là to tát. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống, đặc biệt là với những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau nhiều năm á, không biết là với những cặp khác thì như thế nào, nhưng mà vợ chồng em thì lại có xuất phát điểm lại là bạn bè với nhau nữa. Cho nên là qua cái cách nói chuyện với nhau á, nó rất là thoải mái. Là một, với thứ hai nữa là mình hay nói thẳng có cái gì là nói hụt tuệt ra luôn á, đâm ra là mình không có còn cái sự mà giữ ý giữ tứ. Đôi khi những cái điều đó, những cái suy nghĩ của mình nó lại làm cho đối phương bị tổn thương mà mình không biết, tức là
cái chuyện đó nếu như anh chồng khéo léo hơn và nói một cách tế nhị, ý tứ hơn thì sẽ đỡ làm cho cô vợ tổn thương. Nhưng mà thay vì như vậy thì anh lại nói huỵch toẹt ra luôn: thôi em làm dở đó, em không làm không được đâu, em đừng làm nữa, để người khác làm. Xong nếu mình tức là quá, em hả? Yeah. Em không làm nữa, đúng từ đầu luôn, biết là mình làm cái đó không tốt và chồng mình phản ứng cái kiểu đó thì thôi. Giờ anh nói em nghe nè, cái tình huống vừa rồi theo anh thì ai đúng ai sai nè? Nãy cái bạn khán giả có nói cái đó là thật sự ra là ông chồng không cố ý đai nghiến đúng không em? Không phải là cố ý đai nghiến mà cái cách nói chuyện á, cái cách thể hiện trong cái câu nói, mỗi một người đều có một cái cách nói chuyện khác nhau. Có những cái câu nói á, có cái người mà người ta biết cách thể hiện cái câu nói á, thì người nghe lại khác. Còn có những người á, người ta không biết cách thể hiện mà cái câu nói á, thì cái người nghe nó bị trật lỗ tai và chắc chắn là sẽ có những cái xung đột đó, nó làm vậy. Thì đây chỉ là một cái chuyện rất là nhỏ trong gia đình thôi, nhưng mà chị đánh giá thế nào về câu chuyện này ạ? Có những người vợ họ phải chịu đựng những cái ông chồng á mà cái sự đay nghiến nó cay nghiệt lắm luôn á, về những cái điều mà bản thân họ không thể thay đổi được nữa. Cái chuyện nấu ăn thì cái mâm năm trước nó dở, mâm năm nay mình làm tốt hơn được, nhưng có những cái nó thuộc về quá khứ của người ta, ví dụ như cái sự lầm lỡ trong cuộc sống, cái sự vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức. Và lúc lấy nhau á thì cho rằng là bỏ qua hết, nhưng mà đến khi mà có cái gì không vừa lòng là bắt đầu khơi gợi lại. Và có những người chồng họ dùng những cái lời lẽ không phải chỉ là một cách vô ý, mà nhắc lại chuyện kia làm cho người khác cảm thấy là mình có một cái lỗi rất là lớn. Cho nên cái từ mà nãy em dùng là người ta cảm thấy bị tổn thương á, thực ra thậm chí em biết có những người cảm thấy là mình rất là tội lỗi luôn nữa. Trời ơi, sao cái lỗi mình lớn dữ vậy? Mà nếu người kia không nói mình cũng không biết mình có tội lỗi ghê gớm như vậy đâu. Em đã từng chứng kiến một cặp đôi bạn, và cái cô bạn đó đã đai nghiến chồng. Có những cái câu nói phải nói là nó rất là khắc nghiệt lắm. Trước đó thì cái thằng bạn em nó có quen với một cô bé ở cái lớp khác, xong rồi vì cái chuyện gì đó chia tay và quen với cô bé bên này. Cái cô kia tối ngày cứ thí dụ đi ăn hay gì nọ thì tay hay xịt cái tương ớt á, cái quen cái quay qua xịt cho vợ, bạn vợ đâu biết ăn ớt, là nói tôi chứ đâu phải con kia đâu mà xịt vô chị, tôi đâu có ăn ớt. Có kiểu vậy, cay hơn ớt, cay hơn ớt luôn. Nhiều người cũng thắc mắc là không biết tại sao họ hay như vậy. Dạ. Nhưng mà nhiều trường hợp làm cho chị thấy là một á là do cái tính cách của cái người mà hay đay nghiến người khác á, là cái tính cách nhỏ nhặt, không có bỏ qua cho người khác, không có thiện chí, chỉ thấy cái không tốt của người ta, còn cái người ta tốt thì không thấy. Cái thứ hai là do cái kỹ năng giao tiếp, lời ăn tiếng nói không có để ý mà làm cho người ta tổn thương nhiều lần. Thứ ba nữa có thể là trong cái mối quan hệ của họ đó, nó có một cái gì đó, một cái góc khuất mà mình ở ngoài mình không biết. Và cái câu mà cái chị vợ nói là tôi chứ không phải nhỏ kia đâu mà xịt tương ớt, mình nghe thì có khi mình sẽ thấy nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng chỉ cho có người trong cuộc đúng mới rồi. Hiểu cái nỗi niềm mà mình nghĩ đi, mình đứt tay nè, mình mong cho nó lành thì không hiểu sao những cái vết thương lòng mà người ta cứ cứa hoài, mà cứa hoài thì càng cứa nó càng sâu. Dạ, yeah, và nếu chuyện này không dừng lại, nó cứ lặp đi lặp lại ở hình thức này hay hình thức khác thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến mỗi gia đình.